Bình thường nhân sinh, bận rộn thế giới, không chăm lòng tâm linh, ai chưa từng nghĩ tới tiên y nộ mã trường kiếm thiên nhai, tiêu giao đi nhân gian. Chán ghét văn phòng chính trị không ngừng nghĩ, trong tình yêu và hiện thực cũng gặp phải thất bại, Lý Hành từ bỏ liều mạng dãy dụa ở thành phố lớn, bất đắc dĩ trở về quê nhà, lại ngoài ý muốn thức tỉnh năng lực hóa phàm thành thánh. Chạy 5 km mỗi ngày, tăng cường thể lực kỷ mục, hít thở sâu 500. Tăng cường hệ hô hấp kỷ một và có được khả năng lọc khí độc đọc sách ba tiếng tăng cường trí nhớ gây một đồng thời tăng cường ổn định cảm xúc mở khóa từng thành tựu nhân sinh có thể đạt được năng lực siêu phàm khác nhau đạt đến đỉnh núi cao nhất thế giới có được một cái nhìn thoáng qua về tương lai ngắn ngủi tiếp cận siêu miệng núi lửa đạt được sức đề kháng nóng tiếp cận khu vực chất thải hạt nhân noi tiếp cận khả năng chống bức xạ ở lại tầng bình lưu một ngày một đêm đạt được khả năng bay xem đêm buông xuống ở Nam Cực. Có được khả năng phớt lờ bóng tối. Những dục vọng phàm tục đã từng vô số người đau khổ theo đuổi kia ở trước mặt siêu phàm chân chính là bé nhỏ không đáng kể như thế. Khi hắn bước qua núi sông đi khắp thế giới, quay đầu lại thì đã bỏ lại thế giới phía sau. Tiểu thuyết máu chốt. Ta, đời này duy nhất siêu phàm không đạn cửa sổ. Ta, đời này duy nhất siêu phàm TXT toàn tập đao loạt. Ta, đời này duy nhất siêu phàm. Chương 1 Tại trong bình thường dần dần hư thối. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Ở trong bình thường dần dần thối rửa lý hành, ngươi thật sự muốn đi sao? Người thanh niên đang từ từ thu dọn đồ đạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút gầy gò, hai gò má hơi co lại một chút, nhưng cốt tướng vẫn nhìn ra được là một tiểu tử có chút thanh tú tuấn lãng. Ai, ta lại thiếu một cái có thể đi làm bắt cá đồng đạo tiểu trần ở vị trí bên cạnh nhỏ giọng thở dài nhẹ nhàng nói lý hành cười cười đồng đạo như vậy về sau chỉ biết nhiều không ít không thiếu một mình ta vỗ vỗ vai anh sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình bắt cá sao nếu như nói đi vệ sinh phải bấm giờ tính toán lấy đồ ăn bên ngoài phải chạy đến thở không ra hơi giờ tan tầm tất nhiên mở ra báo cáo tổng kết dưới hình thức làm việc này trong lúc giám sát nhân sự sơ tán ngắn ngủi lên sân thượng hít hai hơi không khí trong lành, đương nhiên bọn họ là đi hút thuốc, coi như bắt cá cảm giác này mò ra cũng là cá chết. Rất nhanh, Lý Hành liền thu thập kém không nhiều lắm, hiện tại hắn mới phát hiện mặc dù đã ở công ty này đợi 4-5 năm, nhưng là thuộc về mình dấu vết thật sự ít. 5 năm kinh doanh, 20 phút đã thu dọn xong. Ai trên tay ta còn có một đống phê duyệt văn án, thật sự không rảnh đi xuống tiễn ngươi. Lý Hành lắc đầu mỉm cười nói. Không cần, ngươi bận rộn đi, công ty an bài sống có bao nhiêu ta cũng rõ ràng, không cần lãng phí thời gian nghe hắn nói như vậy, Tiểu Trần cũng hi hi ha ha đáp ứng. Tốt xấu gì cũng chỉ có hắn còn cùng Lý Hành chào hỏi, những người còn lại đều ở trên bờ vùi đầu, bàn phím lập bộp trung động, chuông điện thoại đinh không ngừng, không có bao nhiêu người chú ý tới nơi này trống không một cái vị trí làm việc. Bất quá, khi lý hành đi ra khỏi phòng làm việc lớn quay đầu lại nhìn một cái phát hiện tiểu trần chính vui tươi hớn hở đem máy in máy pha trà nhỏ bạn ăn bên ngoài đều đặt lên vị trí làm việc của lý hành dù sao chỗ ngồi của hắn bày biện đồ đạc nhiều lắm nhìn qua rất mập mạp tuy rằng làm như vậy nhất định sẽ bị giám sát nhân sự nói nhưng chỉ cần tạm thời không phát hiện là được có thể thả một ngày là một ngày nhìn qua hắn đã nhớ thương một thời gian lý hành khẽ cười khổ một tiếng đi ra cửa lớn đi ra công ty đại môn đi ra văn phòng cao ốc bóng ma đi tới bên ngoài nhìn có chút mờ mịt bầu trời hôm nay thời tiết không được tốt lắm trở về đi về nhà đi sáu năm trước tốt nghiệp đại học rời khỏi quê nhà đi tới thành phố hàng đầu trong nước thành phố đông hải nhiều lần trằn trọc tiến vào xí nghiệp có chút nổi tiếng phía sau này hôm nay lại lần nữa trở về điểm xuất phát có người nói nhân sinh chính là một vòng tròn nhưng lý hành không nghĩ tới vòng tròn này ngắn như vậy Chính mình cũng đã từng tràn đầy chờ mong cùng khát khao, người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột, lúc mới tới nhìn cả thành hoa lửa xa hoa trụy lạc, nhà cao tầng như rừng rậm, một lòng cho rằng nhân sinh của mình tất sẽ lại nở rộ, nở ra đóa hoa trực trở. Nhưng hiện thực đã dạy cho hắn một bài học, làm cho hắn hiểu được lý tưởng chỉ là ngươi nghĩ như vậy mà thôi. Lúc mới vào xí nghiệp lớn này, hắn liền thấy được thế giới tham sai, bộ phận giống nhau đều là thực tập sinh giống nhau đều là nhân viên nghiệp vụ. Bình thường 6 tháng chuyển chính thức có người chỉ cần 3 tháng. Là bởi vì người kia thông minh có khả năng, là bởi vì người kia nghiệp vụ thuần thục. Thẳng đến sau này từ trong miệng các đồng nghiệp khác biết được chú của hắn là một vị khách hàng cấp B của công ty, sau khi tốt nghiệp ở nhà không tìm việc làm, tạm thời an bài tới. Thành tựu lớn nhất trong kỳ thực tập của hắn chính là đạt thành mời người của bộ phận uống cà phê một tuần. Từ đó về sau nhiệm vụ thực tập của hắn hết thảy, ngoài ý muốn được phân luồng tới chỗ Lý Hành cùng mấy thực tập sinh khác, mà hắn chỉ cần ở nơi đó cùng nữ đồng nghiệp trong văn phòng vui vẻ trò chuyện quý này lại ra kiểu mới nào, những ngoại ngữ khó đọc kia Lý Hành ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lý Hành cũng nhận được cà phê hắn mời, nhưng không thể uống được, quá đắng. Bất quá khi đó hắn cảm thấy đây bất quá là vừa mới khởi bước mà thôi, loại này chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên nho nhỏ, không có gì ghê gớm chỉ cần hắn cố gắng tiến tới kiên định chịu làm chung quy sẽ có ngày bị nhìn thấy. Sau đó hắn liền lục tục gặp được nhân viên kỳ cựu cẩn trọng 7-8 năm bởi vì lý do văn kiện chữ viết không tinh tế mà bị đuổi việc, lúc nhận được thông báo người nọ thất hồn lạc phách đứng ở trước cửa văn phòng nhân sự, giơ tay gõ cửa lại do dự buông xuống, lặp đi lặp lại hơn 10 lần đứng ở trước cửa hơn 10 phút, cuối cùng mặt xám xịt trời đi. Mà người giám sát nhân sự kia đứng ở phía sau cửa chấp văn phòng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn mà nguyên nhân chân chính trên thực tế là lãnh đạo bộ phận thay đổi, lãnh đạo mới tự mình thành lập một nhóm gánh hát về phần nhân viên cũ. Ha ha. Một khác kia, hắn bỗng nhiên ý thức được, cố gắng cùng ý chí cá nhân đôi khi tự hồ cũng không phải có ý nghĩa như vậy. Nhưng thật muốn nói công ty này xí nghiệp có bao nhiêu hắc ám tàn khốc, là ăn thịt người bóc lột nhà xưởng cũng không đến mức đó. Nhưng là mỗi ngày ở trong chung báo thức đần độn tỉnh lại, lại tại rạng sáng nhìn còn đang phát tin tức nhóm công tác lúc ngủ đi bận rộn điểm một phần đồ ăn bên ngoài giải quyết mỗi ngày ăn cơm một hồi lại một hồi dần dần không biết ý nghĩa hội nghị bên trong hao tổn thời gian tại sao hắn thường xuyên cũng ở trong cảnh đêm đô thì không thấy ánh sao ngửa đầu ngóng nhìn phát ra loại vấn đề không có khả năng có người cho ra đáp án này tất cả mọi người phản phất đều đang giả cười lấy làm vui vẻ được trải qua không hề biến hóa lặp lại thời gian hơn nữa tính toán lấy một chút xíu khả năng lợi ích trong phòng làm việc liền ngay cả sử dụng máy hủy giấy trình tự vấn đề đều có thể làm cho cùng một cái bộ phận người chia làm bảy tám cái nhóm nhỏ đi âm thầm oán thầm cũng có người khéo léo khắp nơi hiểu được chuyện tới ngang dọc tự do ở trước người các lãnh đạo quan trọng sát ngôn quan sát tin tức linh thông đến ngay cả con trai lãnh đạo thích ăn kem nhãn hiệu gì cũng hiểu rõ ràng mà sau khi lãnh đạo thất thế đấu tranh thất bại hắn lại có thể quả quyết mà tàn nhẫn như vậy một cước đá văn trụ đài cao mới lý hành nhận thức được chênh lệch giữa mình và người khác loại năng lực này hắn không có có những chuyện loại người như hắn không làm được đã từng hắn còn chướng mắt người như vậy nhưng thời gian dài về sau cũng không hề ác ý đối đãi người như vậy đều là một loại sinh tồn phương thức hơn nữa sự thật cũng chứng minh xã hội và hoàn cảnh này quả thật thích hợp với phương thức sinh tồn này hơn đồng dạng là một loại năng lực mình không bằng người mà thôi. Thời gian dài Lý Hành cũng cảm thán chính mình đã từng trẻ tuổi bất quá là tâm so với trời cao mệnh so với giấy mỏng, vừa cuốn không lại những quyển vương kia, cũng giàu bất quá những kẻ xảo quyệt kia, càng kém hơn nhị đại chân chính. Chính mình, bất quá là một phàm nhân. Đi nhờ xe lái rất nhanh, không lâu sau liền trở lại phòng trọ, hắn tiếp tục thu thập gian phòng 30 mét vuông này, sửa sang lại muốn mang về đồ đạc sau đó liền từ khe giường tìm được một cái kẹp tóc màu hồng nhạt, nhìn thấy thứ này hắn buồn bã một trận. Tính toán một chút, bạn gái rời đi đã gần hai tháng rồi, sau này ước chừng cũng sẽ không có khả năng gặp mặt nữa, dù sao quê nhà cách thành phố Đông Hải hơn một ngàn km. Chiếc kẹp tóc này thuộc về một cô gái tên là Trần Hy, quen biết anh ta từ hơn hai năm trước. Cuộc sống của hai người rất vui vẻ, cái kẹp tóc này anh còn nhớ rõ là lúc trước quen biết không bao lâu mình mua cho cô sau đó không biết rơi đi đâu, cô còn sốt ruột thật lâu, không nghĩ tới cuối cùng ở chỗ này phát hiện. Bọn họ sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau quét dọn vệ sinh, dọn dẹp căn phòng trọ 30 mét vuông này, cô cũng sẽ cười nhạo cá mình nấu quá tanh, mà mình cũng sẽ cười nhạo rau cải của cô còn chưa nấu chín, sau đó hai người cùng đi xuống gọi một phần mì sao. Khi đó mình còn có thể cùng cô càng không ngừng mặc sức tưởng tượng tương lai, thường xuyên chú ý tin tức của các tòa nhà lớn ở thành phố Đông Hải không có việc gì liền từ dưới lầu yêu cầu một phần báo nhanh của tòa nhà, sau đó nhìn giá phòng càng ngày càng cao hơn hai người cùng nhau rầu rĩ, cuối cùng hai người cùng đi nhúng một bữa lẩu cây tiêu sầu. Cô còn có thể cạo râu, sửa lông mày cho mình, nói anh quá không chú ý, Lý Hành còn không phục cãi lại nói cô mua nhiều bình lọ lọ quá, cô nói đều là giảm giá không đắt. Hiện tại trên bàn trang điểm đơn sơ trống rỗng, Lý Hành nhìn thấy trong lòng cũng trống rỗng nhưng tất cả những điều này đều không thể kéo dài mãi mãi ngay cả trong lòng lý hành cũng hiểu rõ hắn chẳng qua là đang sợ hãi ngày này đến mà thôi bất quá hiện thực chính là hiện thực nên có sẽ không ít nên tới sẽ tới tối hôm đó sau khi gặp cha mẹ cô lý hành đã có chuẩn bị tâm lý cha mẹ cô ấy kỳ thật cũng rất lễ phép không giống tiểu thuyết đô thị viết như vậy nịnh hót đều viết ở trên mặt ồn ào ngươi cũng xứng với loại lời nói quần chúng cấp thấp của con gái ta ít nhất quá trình vẫn tương đối khách khí nhưng sau khi hỏi thăm bối cảnh gia đình tài sản cá nhân tình trạng công việc của lý hành khẽ nhíu mày sau đó đơn giản nói hai câu chúng ta vẫn hy vọng con gái có thể định cư ở thành phố đông hải ừ cũng không hy vọng cuộc sống sau này của cô ấy quá nặng nề lời nói rất đơn giản ý tứ cũng biểu đạt rất rõ ràng lý hành lý giải cũng rất thông suốt có đôi khi trong hiện thực là không có nhiều kịch tính xung đột như vậy chính là dứt khoát đơn thuần như vậy, đơn giản trực tiếp rồi lại đã thương người. Lý Hành tỏ vẻ mình có thể hiểu được, nhưng cũng muốn tranh thủ một chút. Trên đời này nhiều người cũng có thể kiếm tiền như vậy dựa vào cái gì ta lại không được. Rung âm, hồng thư, đậu cánh, tri hồ vân vân các đại trên các nền tảng khoe khoang tài phú video thiếp nhiều có thể đem người chết đuối, có làm nghề phụ 20 ngày kiếm một chiếc xe sang trọng, đưa đồ ăn bên ngoài mua xe mua nhà, đảo đằng giày thể thao túi sách kiếm người làm công 20 năm tiền lương, làm từ truyền thông một ngày lợi nhuận mấy ngàn, trên mạng viết tiểu thuyết năm nhập hơn trăm vạn. Có thể nói không hâm mộ, không ghen tị sao? Đó là giả, luôn cảm giác tài vận trên đời này chẳng lẽ đều hội tụ đến trên người các ngươi sao? Có thể chia cho tôi một chút được không? Chia một chút là tốt rồi. Chia một chút như vậy đủ để kéo dài tình yêu của mình là tốt rồi. Lý Hành dãy dụ cuối cùng cũng chỉ là một trận dãy dụ mà thôi, đưa đồ ăn bên ngoài cũng không thể kiếm xe kiếm nhà, ít nhất trong vòng 10 năm không được, mà một người ngay cả bạn bè cũng không thích đăng tải lại càng không tốt. Làm truyền thông học làm video nhìn lượng view từ một con số tăng lên tới hai con số quả thật rất cao hứng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Về phần viết tiểu thuyết, không thể nói là quang minh đại đạo, ít nhất cũng là một con đường chết, thời niên thiếu chính mình đại khái chưa từng nghĩ tới sau khi lớn lên hắn lại bình thường như thế thậm chí đối mặt nhân sinh đại sự cũng bất lực đi cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn đối mặt với hiện thực sau đó tiếp nhận hiện thực buổi tối đưa ra quyết định đó anh dẫn trần hy đến một nhà hàng tây đắt tiền ăn một bữa cơm bình thường bọn họ không nỡ tới đây đêm đó đã nói gì nói gì bản thân đã không còn nhớ rõ lắm duy chỉ còn nhớ rõ đôi mắt ửng đỏ của trần hy cậu không thể nhớ lại đôi mắt đó nếu không sẽ rất khó chịu trên thực tế trước đó cha mẹ cô đã cố ý vô tình tiết lộ cho anh các loại đối tượng xem mắt mà họ thu xếp cho con gái mình có người mở nhà máy nhỏ làm tổng giám đốc nhà máy nhà mình có công chức được sắp xếp vào thể chế thi cử trong nhà có người làm cửa hàng đào bảo kiếm được một cửa hàng thực thể ở thành phố đông hải còn có quán quân tiêu thụ bất động sản cầm một chồng tiền thưởng cuối năm tôi là một kẻ thất bại Lý Hành đánh giá mình như thế, hắn lùi bước, nhận thua, cùng là người trong xã hội, vừa không có bối cảnh lại lăn lộn không lại người khác, làm sao có thể bất bại. Em là một cô gái tốt, hy vọng sau này em có thể hạnh phúc. Buông kẹp tóc màu hồng phấn trong tay xuống, hắn không mang theo nó, để nó ở chỗ này, để lại quá khứ. Thu dọn xong tất cả đồ đạc, cuối cùng phát hiện cũng chỉ có hai cái vali và một cái túi lớn, đây chính là tất cả dấu vết của mình ở thành phố này ngồi trên tàu cao tốc nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ mạng tàu chạy như bay về phía sau đầu óc lý hành trống rỗng không có gì có thể nghĩ lựa chọn rời đi trở về quê nhà cũng là do áp lực thân thể mấy năm như một ngày tăng ca thức đêm ăn thức ăn nhanh tâm tình lo âu đã làm cho thân thể của hắn xuất hiện đủ loại tai họa ngầm mỗi khi đến thời điểm thu đông hắn liền cảm thấy ngực khó thở thở không thông nhất là thành phố đông hải cái loại này mưa dầm liên tục ẩm ướt khí hậu làm cho hắn có loại trong phổi nhét bông vải cảm giác ở bệnh viện xem qua bác sĩ cũng chỉ nói chính là thể chất quá kém hơn nữa hô hấp có mãn tính tổn thương cần trường kỳ điều trị bảo trì thoải mái vui vẻ không thể mệt nhọc quá độ hơn nữa dinh dưỡng phải có thể đuổi kịp lý hành chỉ có thể tỏ vẻ ư ư nếu như có thể có cuộc sống như vậy thì mình cũng không cần tìm cậu nữa đường sắt cao tốc một đường đi hơn ngàn km vượt qua mấy tỉnh thành xuyên qua vô số núi non sông ngòi nhìn cảnh sắc liên miên ngoài cửa sổ lý hành không khỏi thầm than một tiếng thiên địa mênh mông rộng lớn như thế vì sao một người lại sống chật hẹp nghẹn khuất như vậy hơn nửa ngày trôi qua hắn về tới quê nhà tỉnh của mình sau đó ngồi lên xe buýt tiếp theo lại chuyển sang ngồi xe khách nhỏ ở thôn quê trằn trọc mấy thôn quê hắn rốt cục về tới thôn quê của mình nhưng mà cũng không biết có phải bởi vì đường xá có chút hạ đường huyết phát tác hay không lúc hắn xuống xe đột nhiên trước mắt biến thành màu đen đầu choáng váng ngã ở bên đường trong một mảnh bóng tối sâu trong ý thức của lý hành dân lên một đạo quan hoa không thể hình dung nó giống như là vô số ức vạn vạn huỳnh hỏa tụ hợp ở một chỗ hoặc giống như là thiên địa mở ra lúc mới vô danh sắc thái cuối cùng ở cùng lý hành ý thức trí nhớ kết hợp sau hóa thành bốn chữ to hóa phàm nhập thánh nếu có thể chứng được một đời siêu phàm tội gì phải thối rửa giữa người này Hết chương này. Chương 2 Ta, trở về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Không thức đêm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 không thức khuya nhà nhỏ hai tầng cộng thêm một cái sân nhỏ tường rào gạch đỏ cùng với nhà vệ sinh gạch ngói. Đây là nhà cũ của Lý Hành, nhà hắn ở gần 20 năm. Trong năm 6 năm qua, hắn chỉ có thời điểm tảo mộ hàng năm sẽ trở về dọn dẹp một chút, để cho căn phòng này không đến mức hoang phế rách nát, nhưng hôm nay vẫn là bên cạnh tường viện có dại mọc lan tràn, mái ngói rêu xanh rậm rạp. Trong nhà không có người, chính là như thế, phòng ở cần nhân khí, nếu không tốc độ hoang phế cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá không sao, hiện tại hắn đã trở lại, hơn nữa nhất thời cũng không có ý định rời đi, gia xá nho nhỏ này cũng sẽ một lần nữa hảo hảo xử lý tốn trọng một buổi chiều thời gian cuối cùng đem khắp nơi là tro bụi mạng nhện cùng với cái khác lộn xộn tạp vật chủ phòng cùng phòng ngủ thu thập một lần đạt tới ít nhất có thể ở người trình độ hô không nghĩ tới dọn dẹp phòng ở tổng vệ sinh cư nhiên mệt mỏi như vậy lý hành thở dài một hơi lau mồ hôi trên trán hả đột nhiên hắn sửng sốt ngơ ngác đứng tại chỗ vài giây bởi vì hắn phát hiện trong ý thức hóa phàm nhập thánh trên mặt bản có chút biến hóa. Thể lực hạng nhất lại từ 80 biến thành 81, ước chừng tăng trưởng một chút. Khụ khụ. Mặc dù hình dung như vậy có chút khoa trương, nhưng lý trí của Lý Hành nói cho hắn biết biến hóa trị số này cũng không phải nhỏ bé như bề ngoài. Một chút thể lực, nhìn qua quả thật không được tốt lắm, nhưng đây chỉ là thành quả lao động cả buổi chiều hơn nữa từ tỷ lệ tính ra tăng trưởng này đã lớn hơn một phần trăm. Nếu như dựa theo tốc độ chỉ tiêu này tăng trưởng, Lý Hành chỉ cần bảo trì lượng vận động này 100 ngày chẳng phải là có thể thể lực tăng gấp bội sao. Một người có thể so sánh với hai người trước. Này cái khái niệm gì, không quá hai năm hắn đều có thể sợ đến nhân loại loại sinh vật này cực hạn. Thật là thái quá. Ngay cả chính hắn cũng bị suy đoán này hù dọa. Khó mà nói ta thu được năng lực này vẻn vẹn chỉ mới một ngày không có đầy đủ tin tức không cách nào phán đoán cùng thôi diễn về sau phát triển hơn nữa bởi vì trước mắt vẻn vẹn chỉ có một chút tăng trưởng ta thậm chí không có cách nào trực quan địa cảm thụ được chính mình có phải hay không thật sự trở nên mạnh mẽ đây là một nhân tố rất mấu chốt chỉ có hắn có thể trực quan cảm nhận được giá trị số liệu đến hiện thực chiếu rọi mới có thể xác nhận tính chân thật này nếu không không cách nào nghiệm chứng loại biến hóa này có phải chỉ là biến động số liệu trên bản hay không mà thôi. Lỡ như tấm bản này là giả thì sao? Chỉ là chính mình tinh thần thất thường trong đầu ảo tưởng ra đồ chơi phải làm sao bây giờ? Lý Hành chính là một người như vậy, trời sinh có loại cẩn thận. Rất nhiều chuyện nếu như không được nghiệm chứng, không có ít nhất 7, 8 phần nắm chắc hắn sẽ không định ra chủ ý, nhưng loại tính cách này cũng làm cho hắn có vẻ có chút sợ tay sợ chân không có buông tay đánh cược một lần, có thể đây cũng là nguyên nhân hắn không thể phất nhanh. Dù sao loại thời đại này muốn đột nhiên phất nhanh, nhiều khi chính là muốn khiêu chiến điểm máu chốt đến một hồi đánh cuộc lớn, thẳng thăng chức rất nhanh vượt qua giai cấp, thua xong hết mọi chuyện ngã vào đầm sâu. Ngoài ra thể lực tăng cường, đến tột cùng là thể hiện như thế nào? Là thể lực trở nên lớn hơn? Hay là thân thể trở nên cường tráng? Hay là tăng cường miễn dịch khỏe mạnh hơn? vẫn là tăng trưởng toàn diện phát triển cân bằng mỗi trường hợp này sẽ tương ứng với những thay đổi khác nhau bởi vì giá trị là cố định nhưng thể hiện ở những phương diện khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau lấy một ví dụ liền lấy cái này tăng trưởng một điểm đến xem nếu như toàn bộ thể hiện ở thể lực thường đó chính là hắn khí lực gia tăng ước chừng một phần trăm điểm hai năm như vậy thông qua nắm lực khí hoặc là kéo lực kế đều có thể kiểm tra đo lường ra nếu như là thể trạng cường tráng trình độ nói vậy cũng tương tự chủ yếu đều là cơ bắp quần cường hóa mà nếu như là tăng cường thể chất làm cho mình trở nên khỏe mạnh hơn đây vậy thì rất khó kiểm tra đo lường bởi vì đó có lẽ chính là làm cho hệ thống miễn dịch của mình càng thêm cường đại có thể chống đỡ ngoại giới mầm bệnh xâm nhập cùng với hệ thống tuần hoàn càng thêm cứng cỏi tăng cường hấp thu dinh dưỡng bài trừ độc tố năng lực suy đoán như thế lý hành vẫn nghiêng về khả năng cuối cùng đó chính là tăng trưởng toàn diện nguyên nhân đại khái chính là nếu như không thể khiến cho toàn bộ phương vị đồng bộ cường hóa vậy loại tăng trưởng này khẳng định rất nhanh sẽ đến hạn mức cao nhất ví dụ như nói chỉ tăng cường sức mạnh như vậy khi thể lực đạt tới trình độ nhất định sẽ mang đến tổn thương rất lớn cho thân thể của mình bởi vì tác dụng của lực là lẫn nhau nhẹ nhàng một quyền đánh vào trên tường nhiều lắm chỉ là có chút đau nếu như quyền lực có thể đạt tới mấy trăm kg nhưng xương cốt vẫn là cường độ ban đầu, như vậy quyền đầu nhất định sẽ vỡ nát trước gạch. Tương tự như vậy, thể lực tăng trưởng cũng kèm theo tiêu hao tăng lên, thân thể mỗi khắc cung cấp năng lượng cũng muốn gia tăng, như vậy liền yêu cầu hệ hô hấp cùng hệ tuần hoàn đồng thời cường hóa, thậm chí hệ tiêu hóa đều muốn tăng cường. Cơ thể con người chính là hiệu ứng thùng gỗ, bất kỳ một khối khuyết điểm nào cũng sẽ liên lụy đến cường độ tổng thể nếu như hóa phàm nhập thánh này đúng như lời trên mặt chữ có thể làm cho mình từng bước một bước vào cảnh giới vượt qua phàm nhân vậy loại cường hóa này hẳn là toàn diện mặt ngoài của bản tuy rằng đơn giản thậm chí đơn sơ nhưng chỉ cần ngẫm lại chỗ phức tạp trong đó không biết bao nhiêu đây không phải ngày một ngày hai có thể đưa ra kết luận đói bụng quên đi trước không nghĩ nữa lao động cả buổi chiều thể lực tiêu hao còn rất lớn lượng lao động này đã có thể so với lượng lao động một tuần làm công ở thành phố Đông Hải. Trong vali còn có một ít thức ăn mang về từ phòng trọ, phần lớn đều là thực phẩm đóng gói chân không, trước khi đến cũng đã dự đoán được buổi tối hôm trước phỏng chừng không có biện pháp nấu cơm. Thịt bò sốt đóng gói chân không cùng với rau củ đông khô, còn có cơm tự hâm nóng, lại đun nước sôi là có thể đối phó với đêm nay. Hô! Điện thôi tử bốc lên khói trắng cuồn cuồng, cuồng đây là số ít đồ điện trong nhà còn có thể dùng. Trước tiên đun bình nước tiêu độc khử mùi, sau đó lại đun lại bình nước có thể uống, nước máy trong thôn tạm thời còn chưa thông, chỉ có thể đun nước giếng. Cũng may máy bơm chạy bằng điện giếng nước lắp đặt trước kia còn chưa hỏng, nếu không lý hành phải tự mình ra sức cán giếng. Đây chính là hồi ức thống khổ khi còn bé của hắn, mỗi lần cán đầy vại nước bàn tay đều mại đến đỏ rực. Nước sôi đun xong, đổ vào trong chậu sứ sạch sẽ đem rau dưa đông khô ngâm lên hơn nửa thịt bò tương liền ăn một miếng cơm nóng loại thức ăn nhanh này ăn vào mùi vị vẫn có thể cũng không biết có phải làm việc đói bụng hay không mười phút đồng hồ hắn liền giải quyết bữa cơm tối này có thể là trường kỳ sinh hoạt đô thị luyện thành thói quen ăn cơm cấp bách này ngay cả về đến quê hắn cũng không tự giác được nhanh chóng ăn cơm mặc dù anh đã không cần ăn xong trở về tăng ca sau khi ăn xong cậu dọn ra khỏi băng ghế gỗ nhỏ trước kia cha đánh được ngồi ở cửa nhà yên tĩnh nhìn con đường nhỏ lát đá trước cửa còn có cách đó không xa các hộ thôn nhà lầu nhà ngói tiếp tục sáng lên ánh đèn một cảm giác bình yên đã quên từ lâu vây quanh hắn đã bao lâu rồi đã bao lâu không có bình thản yên tĩnh như vậy ngồi quan sát thôn nhỏ này đèn đuốc lúc còn ở thành phố đông hải ngoại trừ công việc chính là tăng ca cho dù là cuối tuần và ngày nghỉ khó có được cũng vẫn cầm điện thoại di động không ngừng lướt video không có bao nhiêu dinh dưỡng, sau đó phát ra vài tiếng cười không rõ ý nghĩa, tự hồ là vui vẻ ngắn ngủi, nhưng sau đó lại rất nhanh quên mất, tiếp tục thức đêm tiếp tục làm tiếp. Thói quen sinh hoạt dưỡng thành là nhiều phương diện, có đôi khi tâm tình cũng là một trong những nguyên nhân. Lý Hành hiện tại lại có thể ít khi không lấy điện thoại ra dết thời gian, mà lặng lặng nhìn quê nhà sơn thôn phía sau, hưởng thụ sự bình thản xa lạ này cũng có liên quan đến sự thay đổi tâm tính của hắn. Đêm nay không thức khuya, ngủ đi. Hết chương này. Chương 4 Vạn vật đều là tranh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Học tập khiến cho ta tiến bộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Học tập khiến ta tiến bộ, chỉ có hai khả năng tôi có thể nghĩ ra. Thứ nhất, khả năng hóa phàm nhập thánh này có độ mệt mỏi, đối với lao động cố định chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại. Điều này tương tự như hiệu ứng biên trong kinh tế học, các yếu tố tương tự không ngừng lặp lại khi đầu tư đến một ngưỡng nhất định, lợi nhuận ngược lại sẽ giảm xuống. Hắn hai ngày nay đều là tại quét dọn vệ sinh dọn dẹp phòng ốc sự tình, đại thể lao động phương thức đều là sắp xỉ giống nhau ngày hôm qua là vừa mới thức tỉnh hóa phàm nhập thánh, cũng là loại này lao động phương thức lợi nhuận cao nhất thời điểm. Tự như chàng trai thanh xuân mới biết yêu, lúc đầu xem ảnh chụp hở ngực lộ lưng liền không nhìn được khí huyết dâng lên, sau khi trở thành tài xế lão luyện xem vô số phim, cao thanh vô mã nói không chừng cũng không có dao động quá lớn. Thứ hai, loại lao động quét dọn này không phải là cách tốt nhất để rèn luyện cơ thể. Lao động và rèn luyện đều thuộc về vận động, nhưng lao động lại không đồng nghĩa với rèn luyện. Không phải tất cả lao động đều có tác dụng rèn luyện thân thể, ngược lại nhiều khi lao động cường độ cao, phương thức sai lầm, xuất lực không khoa học ngược lại sẽ mang đến tác dụng tiêu cực, khiến thân thể tích lũy tổn thương. Không vội, ta còn có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội đến nghiệm chứng, đồng thời trong quá trình nghiệm chứng ta cũng đem một chút đề cao thể lực cùng đầu óc của mình. Lý Hành là một người rất thông suốt, sẽ không vì nhất thời được mất mà quá mức dao động liền lấy hắn sau khi nhận rõ hiện thực bình tĩnh đến buông tha cho tình yêu của mình ít nhất bề ngoài là bình tĩnh đây cũng không phải là hắn không yêu bạn gái của mình coi đoạn tình cảm này như không có gì mà là sau khi làm tất cả thử nghiệm nhận thức được lực cản hiện thực trong đó nếu đã thấy rõ cùng loạn thì có ích lợi gì chỉ có thể đem tâm tình vô vị thu liễm lại tốn ước chừng nửa giờ Trước khi mặt trời triệt để xuống núi hắn cuối cùng cũng dọn sạch trong ngoài nhà mình một lần, từ phim trường vốn có thể quay phim kinh dị hoang thôn biến thành nơi ở giống như một người. Sau đó hắn lại vội vàng đi chợ mua rau dưa, thịt cùng với gạo mì các loại thực phẩm chính phía sau hắn cần. Đến khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Trong nhà vẫn dùng bếp củi, cũng không có bếp gas bếp than, hắn cũng chỉ mang về một cái nồi cơm điện loại nhỏ, cho nên nấu ăn còn phải dùng cái nồi sắt lớn, tổ truyền kia. Sống ở nông thôn đều biết một người nấu ăn rất phiền toái, bởi vì phải vừa nhét củi nhóm lửa vừa chạy đến nồi niêu xào rau cho muối cho gia vị, tới tới lui lui phải lăn qua lăn lại. Bất quá có lẽ là hai ngày nay tăng trưởng một chút thể lực phát huy công dụng, hắn cảm thấy thân thủ của mình nhanh nhẹn không ít, cũng không có luống cuốn tay chân bận rộn. Cải trắng mỡ heo, thịt kho tàu phiên bản xì dầu, hắn không biết sao màu đường, còn có một nồi canh trứng cà chua nhỏ đây chính là mấy món đơn giản trong thực đơn của lý hành hội khối hương vị này sau khi trải qua một thời gian tu luyện tương đối dài với bạn gái đã đạt tới trình độ tương đối coi như mỹ vị thức ăn khác nhau có ảnh hưởng đến thể lực không lý hành nhai một miếng thịt đỏ đôi môi bóng loáng vừa nghĩ thầm hắn nhớ tới thường xuyên ở trên mạng xuất hiện một ít quảng cáo dinh dưỡng tập thể hình đều là yêu cầu các loại phối hợp mặn chay kết hợp còn phải cân nhắc tỷ lệ hóa chất khác nhau hấp thu gì đó. Tỷ lệ protein, tỷ lệ đường, bao nhiêu micron vitamin và các nguyên tố vi lượng khác, mỗi loại cần thiết cho các mô cơ quan khác nhau của cơ thể. Thế nhưng, nói cho cùng những nguyên tố vật chất gì đó rốt cuộc có tác dụng hay không kỳ thật người tiêu dùng hơn phân nửa là căn bản không rõ ràng lắm. Cơ bản đều là ông thái độ thà có thể tin có hay không nhiều một chút tâm tình luôn tốt một chút mua các loại thực phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe sau đó cho dù vô dụng nhưng chỉ cần không có hại có lúc dựa vào tác dụng tâm lý có lẽ cũng có thể mang đến chút hiệu quả tích cực chỉ có một số người có tố chất khoa học tương đối chuyên nghiệp hơn nữa kiên trì lâu dài mới có thể thu được lợi nhuận từ đó ví dụ như một số người yêu thích tập thể hình họ có thể rèn luyện lâu dài phối hợp với thực phẩm thuốc bổ phụ trợ cuối cùng phản ánh sự thay đổi của tỷ lệ mở cơ thể, nhóm cơ bắp. Tuyệt đại đa số người muốn từ trong nhiều thực phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng mênh mông này đạt được hiệu quả tăng cường vượt qua chế độ ăn uống bình thường đều không khác gì đãi vàng trong cát. Bởi vì tốc độ phản hồi của cơ thể con người rất chậm, hiệu quả trong thời gian ngắn cũng rất yếu ớt. Nhưng ở chỗ lý hành thì khác, thứ hắn thức tỉnh rõ ràng có tác dụng phóng đại lợi nhuận mà thân thể con người thu được nhân loại bình thường ngắn ngủi một ngày rưỡi lao động làm sao có thể mang đến hơn 2% tố chất thân thể tăng trưởng. Nói cách khác chính là, Lý Hành có thể đem chính mình làm một cái siêu hiệu suất cao sinh vật đài thí nghiệm. Hắn có thể đi chọn lựa một ít tương đối cao chất lượng thực phẩm dinh dưỡng, sau đó nhất nhất dùng thử, người bình thường mà nói khẳng định không có biện pháp thông qua uống như vậy một ngày hai ngày liền sinh ra mắt thường có thể thấy được biến hóa. Nhưng ở chỗ Lý Hành, nếu những vật chất này thật sự có lợi tự nhiên sẽ sinh ra hiệu dụng gấp bội sau đó phản ánh trên dữ liệu bản điều khiển đúng rồi ta hiện tại không phải có một bao thuốc bổ sao hắn nhớ tới hôm qua lão lý ở sở y tế bán cho hắn bao thuốc bổ thảo dược kia thảo dược loại này cũng là tương tự trong đó hiệu dụng cũng là từ trong thời gian dài thông qua kinh nghiệm tổng kết mà đến nói trắng ra những phương thuốc kia kỳ thật chính là dùng trăm ngàn năm qua người dùng qua những dược vật này làm vật thí nghiệm có được nếu nhìn vào ý tưởng y học hiện đại ngày nay nó giống như một cái hộp đen hơn không có xét nghiệm hóa học không có phân tích dược lý cũng không có mô hình lâm sàng tác dụng tiếp theo của những người đã sử dụng nó trong quá khứ là đầu ra của hộp đen này một kết quả tương đối mơ hồ nhưng nói đi cũng phải nói lại y học hiện đại ngày nay mặc dù dưới sự gia trì của các loại khoa học sinh hóa dụng cụ mũi nhọn đã rất tiên tiến nhưng đối với rất nhiều bệnh lý cùng với cơ chế sinh lý của cơ thể con người vẫn không thể giải thích hoàn toàn rất nhiều cơ chế bệnh lý cũng căn cứ vào phản ứng lâm sàng mà đưa ra kết luận mơ hồ thô ráp nói trắng ra cũng là một cái hộp đen càng tinh tế hộp đen mà thôi đây chính là thân thể con người hoặc là nói tính phức tạp của sinh mệnh a sau khi mở hộp đen ra bên trong vẫn là hộp đen chỉ có thể dở xuống từng tầng từng tầng như vậy chờ đợi ngày nào đó có thể tìm được lý luận đại nhất thống thống nhất tất cả học đen cho nên lý hành đối với đông y cũng không phải hoàn toàn bài xích tâm lý coi đó là ngụy khoa học mà là chiếu cố bổ sung cho y lý hiện đại khoa học sinh vật nhưng tri thức của ta vẫn là quá nông cạn nha vô luận là truyền thống đông y lý luận hay là tiên tiến hiện đại y học Vốn là một xã xuất đơn thuần lý hành tự nhiên là không có khả năng có tinh thần hiếu học như vậy, ngày thường bị công tác chiếm cứ lượng lớn thời gian, đã rất ít đọc sách học tập, thiếu nhi nghỉ ngơi lướt video xem truyền hình trực tiếp phần lớn cũng đều là thiên về giải trí. Kiến thức khoa học chủ yếu hiện có của hắn đều là ở đại học dựa vào hứng thú, bổ sung, hơn nữa rất là phức tạp, thiên văn địa lý xã hội nhân văn khoa học tự nhiên gì đó đều đọc lướt qua một chút, nhưng đều không có thâm nhập. Đàn ông mà! ít nhiều là có chút hiếu kỳ cùng với nhu cầu thổi phòng, nhiều khi lượng tri thức chính là dùng để giả bộ một chút như vậy, ở trên mạng cùng cư dân mạng khác đánh nhau. Chỉ có điều hiện tại, sau khi có năng lực hóa phạm nhập thánh này thì cần phải hiểu rõ những tri thức này. Một mực chỉ biết trèn luyện thêm điểm, mà không thể hợp lý lợi dụng ngón tay vàng thủy chung chỉ là mãn phu nha, hết chương này. Chương 6 Ta tất cả đều muốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6. Tôi muốn tất cả khói bếp lượn lờ, mùi thuốc xông vào mũi. Trong nồi đất nhỏ kia bao dược liệu đông y ở trong nước sôi nổi lên sương khói màu trắng, hơn 10 loại thảo dược đang ở dưới sức nóng chậm rãi đem dược tính thấm vào trong nước sôi. Vừa nấu thuốc, Lý Hành vừa tập trung tinh thần xem video trên điện thoại. Đây là một video hoạt hình phổ cập khoa học tương đối tinh xảo, bên trong đang dùng hoạt hình tinh xảo thú vị phân tích cùng thuyết minh các hệ thống lớn của cơ thể con người bao gồm hệ hô hấp hệ tuần hoàn hệ thần kinh hệ tiêu hóa hệ sinh sản nghe từng danh từ quen thuộc lý hành không khỏi cảm thán nói lời bài hát death high school knowledge is Attack on me nhưng đây cũng chỉ là một video phổ cập khoa học đơn giản tri thức bao hàm có hạn 9 phần chính chi tiết trong sinh học cơ thể người đều không thể bày ra chẳng qua đại khái giúp lý hành ôn tập một chút nội dung trung học xem xong video anh lại mở công cụ tìm kiếm tiến hành tìm kiếm từng hình ảnh trong ảnh đều là từng mảnh cỏ khô cắt nhỏ những thứ này đều là hắn vừa mới chụp chính là trong bao thảo dược bổ dưỡng kia hắn mở bao thuốc ra đối với dược liệu bên trong còn có thể nhìn ra hình dạng cùng đặc điểm đều đơn giản đi ra chụp ảnh một chút sau đó ở trong công cụ tìm kiếm tìm kiếm phân biệt là dược liệu nào làm như vậy một mặt là vì xác nhận những loại thuốc này không có độc tính cùng tác dụng phụ gì mặt khác cũng có thể đại khái đẩy ngược phương thuốc đây cũng là bởi vì lão lý không mài những dược liệu này thành bột phấn dù sao chỉ là bao thuốc bổ dưỡng khí đơn giản không có nhu cầu bảo mật nghiêm ngặt gì nếu như lý hành đặc biệt đi hỏi nói không chừng cũng có thể hỏi được tiếp theo sau khi đẩy ngược phương thuốc lý hành thậm chí có thể tự mình tiến hành điều chỉnh phương thuốc này đúng vậy lý hành dự định tự mình học trung y dược học cùng với đạo dưỡng sinh ngũ hành truyền thống hắn có ưu thế mà tất cả bác sĩ trung y đều không có đó chính là có thể trực quan lập tức cảm nhận được hiệu quả dù sao trong phương pháp dưỡng sinh đông y cũng không chỉ có một loại uống thuốc này châm cứu xoa bóp nhổ bình khí công thổ nạp đều nằm trong phạm trù dưỡng sinh này hắn vừa muốn hiểu rõ lý luận nghiên cứu sinh vật nhân thể tiên tiến hiện đại đi tìm tòi ra phương thức rèn luyện khoa học hợp lý nhất cũng muốn dùng kinh nghiệm quý báu trăm ngàn năm qua vô số người tổng kết ra phụ trợ chính mình không ngừng cường hóa tôi muốn tất cả. Lý Hành giờ phút này hứng thú tràn đầy, phản phất phát hiện một con đường nhân sinh mới tinh mà rực rỡ, hắn hiện tại chẳng qua vừa mới bước vào con đường lớn này ngưỡng cửa biên mà thôi. Lửa trên bếp ngừng, nước thuốc sôi dần dần bình tĩnh lại, dựa theo cách nói của lão Lý, thuốc này nhìn nửa giờ là được. Lý Hành cũng không vội uống, nóng miệng. Lấy thì ra phơi lạnh một chút rồi uống, sau khi vào miệng mùi vị có chút đắng, không lâu sau lại còn có chút cam ngọt. Không khó uống như tưởng tượng, vừa uống thuốc vừa tiếp tục lật xem tư liệu, hắn ở trên mạng tải xuống một ít sách lý luận đông y cơ bản, cùng đồ giám phân biệt dược vật. Đợi đến sau khi uống xong thuốc thang, thân thể hắn hơi có chút nóng lên, đứng lên tiếp tục hoạt động hoạt động, lúc này hắn đã tập trung tinh thần học tập hơn một giờ. Lúc này hắn chú ý bản điều khiển của mình lại xảy ra một chút biến hóa. Giá trị tinh thần của ta tăng rồi, từ 92 biến thành 93 lại là một chút tăng trưởng không nhiều không ít cũng có thể là cái bản này không có khái niệm điểm thập phân đi lý hành trong lòng hơi cảm thán một chút năng lực này đúng là vẫn còn quá đơn sơ một chút không chỉ có hạng mục thuộc tính ít đến đáng thương mà ngay cả độ chính xác cũng thô ráp như thế nếu cẩn thận hơn một chút thì nghiên cứu của hắn càng thêm thuận tiện tinh thần tăng cường là phương diện nào hắn nhắm mắt lại ở trong đầu chậm rãi mặc niệm cũng không có suy nghĩ cụ thể rõ ràng chính là tùy tâm tùy ý phát tán tư duy, nghĩ đến đâu là đâu. Buổi sáng ăn điểm tâm theo thứ tự là bánh bao thịt chay mỗi người hai cái, cộng thêm bánh dày gạo nếp một khối, tổng cộng tốn 6 đồng 5 hào, dùng một bảo bối nào đó trả tiền, trước khi trả còn lĩnh một bao lì xì ba hào một, cho nên cuối cùng trả tiền là 5 đồng một hào chính. Hắn lấy điện thoại di động ra tra cứu ghi chép hóa đơn của mổ bảo, phát hiện đích thật là như vậy trí nhớ của ta hình như trở nên rõ ràng rồi. Lý Hành có chút kinh ngạc, tuy nói đây chỉ là buổi sáng vừa mới phát sinh sự tình, ăn cái gì đồ vật trả bao nhiêu tiền những thứ này có thể nhớ rõ tự nhiên rất bình thường, nhưng là dưới tình huống bình thường chính mình là nhớ không ra, cũng không đại hội chú ý cái kia mấy mau vài phần trả tiền lì xì. Si. Con số nhỏ tầm thường như vậy trong đầu mình bây giờ lại có thể nổi lên ấn tượng, đích xác rất kỳ quái nói như vậy tinh thần tăng cường trực tiếp nhất thể hiện chính là trí nhớ tốt hơn mà nguyên nhân dẫn đến cường hóa tinh thần chính là hơn một giờ này hắn tập trung tinh thần chuyên chú học tập lý luận sơ cấp nhập môn sinh vật nhân thể và đông y sau khi hiểu được điểm này trong lòng lý hành có chút cao hứng sau đó hắn liền nằm trên giường cầm điện thoại di động mở ra app nào đó lướt video giải trí hơn một giờ thưởng cho mình thấy ánh mắt có chút căng lên anh mới buông điện thoại xuống mắt nhìn bản điều khiển, ừm, giá trị không nhúc nhích. Chật, xem ra lướt video hình như là không có tăng trưởng, cái này không khoa học rõ ràng ta cũng xem mắt cay cay. Sau khi ý thức được điểm này, Lý Hành ở trong lòng khích lệ chính mình phải cố gắng, sau đó hắn ở trên giường trở mình cắm điện thoại di động, đồng thời mở ra 20 vinh quang. Mấy ván trò chơi kết thúc, lại là hơn một giờ, lúc này mắt hắn không chỉ trướng lên, trán cũng đang trướng lên đánh giả ngoại lên đường cướp đầu người coi như xong, ta coi hắn là giúp ta gan, pháp sư lại đây ăn của ta tuyến ta cũng nhịn, ngươi cái phụ trợ cũng chạy tới cọ kinh nghiệm của ta là có ý gì. Sau đó trong giọng nói trò chơi còn thường thường nhảy ra vài câu tiếng địa phương mang theo khẩu âm không biết. Thượng đang ngươi đặt ở đây đi bộ cái gì, ta muốn chết thượng đang ngươi hại không được. Ngươi chính là cái ta. Hô. Lý Hành thở dài một hơi, sau đó trực tiếp rời khỏi trò chơi làm một người treo máy. Ta vẫn là đánh giá cao chính mình cái này vừa mới tăng lên nhất đâu đâu tinh thần kháng tính, bất quá cũng may thí nghiệm đã làm xong. Kết quả chính là không có phản ứng. Mặc dù Lý Hành cho rằng mình ở trong trò chơi đã thập phần chuyên chú, tập trung tinh thần đối tuyến, đánh đoàn nghĩ làm sao thắng được trò chơi, hơn nữa còn mở ra giọng nói trong đội ma luyện tâm thần của mình trước kia chưa bao giờ mở ra vốn định thử xem bút có thể tìm lối tắt khác để cường hóa tinh thần hay không nhưng bản điều khiển thoạt nhìn không ăn bộ này học tập và xem video và chơi game có sự khác biệt về bản chất quả nhiên học cặn bã và ung thư lười biến đều bị vứt bỏ trên con đường tiến hóa hiểu được chính mình quả thật không thể dựa vào bầy nát đến ngồi xuống đất thăng cấp sau lý hành nắm chặt xuống giường bắt đầu rèn luyện sở dĩ không có tiếp tục học tập là bởi vì liên tục nhìn ba bốn giờ màn hình ánh mắt có chút chịu không nổi. Đây cũng là một tật xấu nhỏ quanh năm làm việc, sau khi nhìn vào màn hình máy tính điện thoại di động vượt qua hai ba giờ đấy mắt hắn sẽ khô khốc ngứa ngáy, hiện lên tơ máu còn khô nóng. Mắt nhìn thời gian, hiện tại cũng không còn sớm, cũng đã 9 giờ rưỡi, hắn dự định làm xong hôm nay này cuối cùng rèn luyện liền đi ngủ. Mà hắn lựa chọn phương thức rèn luyện là hắn trước mắt có thể tìm được đơn giản nhất nhưng cũng là tương đối khoa học nhất một loại. Đó chính là Thể dục phát thanh Hết chương này Chương 7 Đây là đại đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 8 Lục bá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Lục bá từ hai bước đầu tiên một hô, hai bước một hút chậm rãi điều chỉnh thành ba bước một hô ba bước một hút đối với người lâu ngày không rèn luyện mà nói đây thật ra là một quá trình rất thống khổ ngực khó thở đi đứng vô lực thậm chí trước mắt biến thành màu đen cũng có thể nhưng nếu là lúc này dừng lại rèn luyện hiệu quả tự giảm mạnh thân thể đúng là vẫn chỉ có thể thích ứng trước đó trạng thái không cách nào xuống một cái cấp bậc nhảy vọt cho nên đến thời điểm này ngược lại là thời điểm khảo nghiệm sức chịu đựng tinh thần có thể cắn răng kiên trì hay không. Mà so với người bình thường, Lý Hành có được những người khác không có cực lớn ưu thế. Hắn rèn luyện hiệu quả dựng sao thấy bóng siêu việt thường nhân rất nhiều lần. Đối với người bình thường, đơn thuần chạy cái 800, 1000 mét gì trên cơ bản đối với thể chất không có cái gì rõ ràng tăng lên, nếu là chạy xong chuyến này về sau cũng không luyện nữa, vậy cơ bản liền không có ý nghĩa gì. Nhưng thân thể của Lý Hành dưới sự gia trì của hóa phàm nhập thánh, sau khi chạy được 1.800 mét, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, tổ chức cơ bắp của hắn đều tăng lên yếu ớt, tuy rằng không đến mức mắt thường có thể thấy được biến hóa, nhưng đã sinh ra tác dụng thực chất. Cổ chính hướng này tăng lên mang đến thể lực cường hóa duy trì hắn lại có thể tiếp tục chạy xong tiếp theo đường, sau đó tiến thêm một bước cường hóa tự thân. Tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, hắn liền có thể đạt được người bình thường theo không kịp tăng lên tốc độ. Từ cửa thôn tới thị trấn tập trung liền có 3-4 km đường xi măng, toàn bộ quá trình lý hành một đường chạy bộ tới, nếu là dĩ vãng hắn tất nhiên cần trên đường dừng lại nghỉ ngơi vài lần. Hôm nay hắn đã có thể toàn bộ quá trình không dừng bước chạy xong, tuy rằng chạy hô hấp dồn dập ngực buồn bực thở hỗn hển, cổ họng cũng bởi vì há to miệng hô hấp mà khô khốc cổ họng phát đau. Tuy nhiên, thể lực của anh lại tăng lên, từ 83 lên 84. Tuy rằng vẫn là một chút, nhưng phải biết rằng hắn buổi sáng rời giường lúc vừa mới tăng trưởng một chút, hôm nay chạy xong bước tổng cộng không vượt qua nửa giờ, trong đó khoảng cách nhưng là phi thường ngắn. Từng ngùng từng ngùng thở hỗn hển, Lý Hành hiểu rõ hắn trước mắt hẳn là đã đến cực hạn, mặc dù thể lực tăng cường, nhưng cường độ tăng lên không có khả năng chống đỡ hắn vận động không hạn chế. Hơn nữa mặc dù thể lực một mực cường hóa, hắn vẫn sẽ gặp phải một cái không thể vượt qua hạn mức cao nhất, đó chính là Năng lượng Đúng vậy, thật giống như một chiếc ô tô, vô luận như thế nào lắp thêm thiết giáp, cường hóa động cơ, sử dụng tiên tiến nhất truyền kỹ thuật, nhưng chỉ cần bình xăng hết dầu, hắn coi như là Optimus Prime cũng phải tắt máy. Thân thể con người cũng giống như vậy, mặc kệ lý hành cuối cùng có thể đem thể lực cường hóa tới trình độ nào, hắn cuối cùng vẫn là thông qua ăn uống đến thu hoạch năng lượng, ăn cũng là cùng nhân loại bình thường đồng dạng đồ ăn. Tinh bột, đường loại, mỡ, protein mật độ năng lượng của những thức ăn này có hạn, hơn nữa sức ăn của một người cũng có hạn mức cao nhất, cho nên năng lượng này nhập vào tự nhiên cũng có hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá lý hành tạm thời còn không cần lo lắng vấn đề này, hắn bây giờ còn xa không có rèn luyện đến thân thể cực hạn trạng thái, không đến mức phiền não năng lượng hấp thu chống đỡ không được thân thể tiêu hao. Tính toán bảo thủ, thể lực của anh đạt trên 200 mới cần băng khoăn vấn đề tỷ lệ chuyển hóa thức ăn bất quá từ giờ trở đi hắn cũng phải bắt đầu suy nghĩ một chút về sau tận lực ăn những năng lượng kia mật độ tương đối cao đồng thời vật chất dinh dưỡng cũng đầy đủ đồ ăn loại thức ăn này hơn phân nửa cũng sẽ không quá rẻ thoạt nhìn về sau một phần tích góp của lý hành có thể đều phải dùng ở trên cơm khô cũng may bây giờ ánh mắt của hắn đã không còn là vẻn vẹn phóng tới một chút tiền tài thượng diện nói cách khác tiền tài chẳng qua là đạt thành mục tiêu công cụ mà thôi hắn mục tiêu hiện tại đã biến thành tiến hóa tự thân hắn muốn nhìn xem có được này đột nhiên mà đến năng lực sau mình đến tột cùng có thể đi tới một bước nào trở thành như thế nào sinh mệnh cửa hàng bữa sáng trên thị trấn phong phú hơn cửa thôn nhiều lý hành có thể chọn lựa ăn sáng sau khi dùng xong bữa sáng hắn còn phải đi bổ sung chút vật tư đồng thời mua chút thực phẩm dinh dưỡng chuyên dụng cho người già tốn hơn một ngàn đồng mang theo bao lớn bao nhỏ hắn lại theo đường cũ trở về đợi đến khi thôn thì đã buổi sáng lúc này người trong thôn phần lớn đều ra ngoài làm việc trên đường có phải là có thể đụng phải chút người cùng thôn hay không có một ít thôn dân còn có thể nhận ra lý hành đều sẽ tiến lên cùng hắn chào hỏi sau đó dùng mang theo chút ít hơi cao điệu giọng hô không phải tiểu hành sao về lúc nào vậy còn nhận ra ta không ta là ai ai đó lên lớp mấy rồi lý hành chỉ có thể yên lặng gật đầu mỉm cười bất quá qua bao lâu thôn biến hóa như thế nào những câu hỏi này ngược lại một chút không thay đổi từng là đồng hương luôn cảm thấy ngươi còn đang đi học lý hành vừa trở về cũng mới hai ngày hơn nửa một mực ở nhà quét dọn vệ sinh không có cùng xuất hiện với người trong thôn phần lớn mọi người cũng không biết hắn trở về huống chi hắn cũng không hy vọng có rất nhiều người biết mình trở về cũng không phải vinh quy cố hương áo gấm về quê trên ý nghĩa nào đó mình thậm chí chỉ xem như một đào binh hơn nữa sau khi cha mẹ qua đời, hắn cùng người trong thôn cơ bản cũng rất ít lui tới, quan hệ rất mỏng manh. Đương nhiên, ngoại trừ Lục bá, Lý Hành không trở về nhà mình, mà theo con đường nhỏ quanh co chuyển tới một gian nhà trệt gạch đỏ ở phía đông thôn, gõ cửa nhà này. Mở cửa chính là một lão nhân tóc bạc trắng trên mặt in từng nếp gấp năm tháng phong sương, bất quá Lý Hành biết hắn cũng mới 52, cùng hình tượng này kỳ thật không quá ăn khớp. Người đàn ông mở cửa hơi sững sờ tiểu hành. Sao con về rồi, mau mau vào đi. Vừa thấy là Lý Hành, khuôn mặt già nua khô cứng như cối xây của lục bá bỗng nhiên nở nụ cười. Ta còn đang ăn điểm tâm đây, ta múc cho người bác cháu khoai môn đi, tuần trước mới làm ruộng, năm nay khoai môn này rất ngọt nha, cắt rất ngon. Nói xong hắn liền lấy từ tủ bác ra một cái bát, nhưng bên cạnh bác kia có một lỗ hổng nhỏ còn có chút vết bẩn, là lúc trước chưa rửa sạch, bởi vì tối hôm qua hắn cắt khoai môn khô làm quá muộn, tùy tiện nấu chút cơm canh ăn, vội vàng rửa sạch. Bác Lục bất động thanh sắc đem chén này đặt trở về, sau đó từ dưới tủ lấy ra chén mới trước đó chưa từng dùng qua, nhưng là bởi vì trường kỳ không dùng rơi xuống một tầng bụi bặm. Hắn nhanh chóng cầm bát đến ép nước giếng kia rửa, sau đó quay đầu hướng về phía Lý Hành nhếch miệng cười nói: "Ai nha, ta cái này phòng chính là quá bẩn ha." Tiểu Hành ngươi cái này thành phố lớn trở về văn hóa người chớ chê trách hà, nói gì chứ. Lý Hành vội vàng đứng dậy muốn đi hỗ trợ, bảo Bác Lục đừng bận rộn nữa. Nhưng ông lão có chút bướng bỉnh, không cho ông nếm thử khoai môn mới ra ruộng của mình có ngọt hay không. Thấy hắn hăng hái như vậy, Lý Hành cũng không tiện cự tuyệt, an tâm nhận lấy cháo khoai môn của Lục Bá Thịnh. Cháo này nấu rất ngon, khoai môn cũng ngọt như lời bác Lục nói, mà đã rất lâu rồi bác không nếm được mùi vị này mặc dù đã ăn xong bữa sáng nhưng bát cháo này hắn vẫn ăn rất thơm ngọt dư vị chưa hết nhìn hắn ăn sạch sẽ lục bá ngồi một bên cũng cười đến lộ ra hàm răng vàng hoe ngọt không ừ ăn ngon lý hành chân thành trả lời tốt ngay cả ngươi cái này trong thành ăn qua đồ tốt sinh viên đều nói ăn ngon ta cái này khoai môn năm nay lại bán có thể được tăng hắn ba mau tiền ha ha lục bá nửa đùa nửa thật nói Hết chương này. Chương 9 Không phải đích thân đến thân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Không thân qua, lục bá ngươi lại nói như vậy. Lý Hành có chút bất đắc dĩ. Cái gì mà sinh viên đại học, người thành phố, người văn hóa, tôi chính là người trong thôn này. Ha ha ha, cũng đúng. Lục bá xoa xoa óc ba vạch, cười nói. Nhìn nếp nhăn của bác Lục, Nụ cười của Lý Hành có chút chua xót. Trên thế giới này đối với người mình chỉ đứng sau cha mẹ tự hồ cũng không tốt a. À. Lại nói tiếp hắn cùng Lục Bá này thật đúng là không có quan hệ thân thiết gì, gọi hắn một tiếng bá vẫn là bởi vì năm xưa cha mình đi theo phía sau hắn làm qua một đoạn thời gian ngắn, hắn đối đãi với cha giống như đệ đệ. Sau đó cha mẹ Lý Hành ở bên ngoài làm việc gặp phải chuyện ngoài ý muốn song song qua đời, mà nhà hắn lại là sớm năm chuyển đến không phải dân bản xứ trong thôn này không có thân thích trưởng bối. Cha mẹ vừa đi lý hành lại còn nhỏ, hậu sự lớn nhỏ căn bản không có người lo liệu, chỉ có bác lục vào lúc này vương tay giúp đỡ. Cũng là hắn hỗ trợ ra mặt thương lượng với đầu bên kia công trường xảy ra sự cố, một lão nông dân biết chữ không quá mấy trăm, ở thành phố xa lạ vì anh em vợ chồng khác họ cùng thôn tìm khắp nơi các loại ngành làm thủ tục, cùng thế đại nghiệp đại thương nhân đối kháng tranh thủ tiền bồi thường xứng đáng. Trước sau bận rộn hơn nửa năm mới về đến nhà, sau đó lại không lấy toàn bộ một xu cho lý hành lúc ấy còn đang đi học phải dựa vào số tiền này lý hành mới học xong trung học đại học dưới tình huống cha mẹ đều mất không có nguồn kinh tế ân tình bực này đừng nói cái gì có quan hệ thân duyên hay không cho dù là bác ruột cũng chưa chắc có thể làm được cho nên trong lòng lý hành nhận định vô luận như thế nào quyết không thể quên lục bá hàng năm mặc kệ bận rộn cỡ nào hắn nhất định phải bớt chút thời gian trở về không phải tế tổ phần mộ tổ tiên Lý Gia hắn cũng không ở đây, chỉ là vì vấn an lục bá. Lục bá, mấy thứ này ngài cầm, nhất định phải nhớ ăn, tuổi này phải bảo dưỡng thật tốt. Cậu sách những thực phẩm dinh dưỡng này đến trước mặt bác lục, mấy thứ này không phải mua cho cậu. Lục bá trầm mặt xuống đã nói nhẩm nhiều lần, bảo ngươi ngàn lãng phí ngàn lãng phí, vẫn là không nghe. Ta không thiếu những thứ đồ chơi này, giày xéo tiền kia làm chi? nhưng là Lý Hành vẫn là mỉm cười kiên định để cho hắn nhận lấy, sau đó lại móc ra một cái tiền lì xì nhét vào trong tay lục bá, bên trong là 5.000 đồng tiền. Nhìn thấy lục bá kia phản ứng lại càng lớn, còn một cái liền đứng lên, chỉ kém thổi râu trừng mắt, mắng chửi đỉnh đạt để cho hắn đem tiền thu hồi, ngay cả một ít thổ ngữ thô tục cũng đi ra. Nhưng là Lý Hành khẳng định sẽ không thay đổi tâm ý của mình, quá khứ hàng năm cũng đều là như thế, trở về thăm lục bá tổng hội lặng lẽ cho hắn bỏ lại một ít tiền lần này sở dĩ không có lặng lẽ lưu lại là bởi vì thường ngày chính mình đều trở về trong thành lục bá cho dù muốn trả cũng còn không đến nhưng là hiện tại đều ở trong thôn ở lặng lẽ nhét tiền liền vô dụng tiểu hành ta cho ngươi xem một chút bác lục nói xong liền trở về phòng lục lọi nửa ngày sau đó đi ra còn cầm một thứ lý hành thấy thứ kia hơi sửng sốt đúng là một sổ tiết kiệm ngươi không nghe lời hàng năm cho ta tiền ngươi xem tiền này ta đều để dành cho ngươi lời nói của tiểu lão đầu hình như còn hơi có chút đắc ý lục bá ngươi cái này lúc này lý hành thật sự ngây người tuyệt đối không nghĩ tới lục bá thở dài nói ta biết ngươi không dễ dàng nha thành phố lớn chật chật nào có dễ dàng như vậy qua trong túi không có tiền muốn ở trong thành sống khổ a à. đừng lãng phí sau này con còn phải cưới vợ nuôi búp bê, mua nhà lái xe, thời gian dài lắm, khắp nơi phải dùng tiền, mẹ đều để dành cho con, vừa lúc con trở về mẹ sẽ trả lại toàn bộ cho con. Quyển sổ này ta giấu rất kỹ, cũng không dám để cho tên khốn nhà ta biết, bằng không vài ngày liền soàn soạt mất rồi. Một phen nói xong Lý Hành trực tiếp trầm mặt, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu. Lục bá, tiền này ngươi cầm lấy, coi như là ta gửi ở chỗ ngươi, sau này nếu ta thật sự cần lại đến lấy được rồi. Nói xong ép lục bá thu hồi sổ tiết kiệm. Thật luận cứng đầu, lục bá vẫn không lây chuyển được lý hành. Lại nói tiếp, sao năm nay cậu về sớm vậy? Các cậu nghĩ sớm vậy? Lục bá thu hồi sổ tiết kiệm rồi hỏi. Lý hành hơi cúi đầu chần chờ một chút, vẫn đem tình huống của mình nói ra. Khi nghe Lý Hành nói mình từ chức không tiếp tục ở trong thành phố, tính toán sau khi trở về sinh hoạt khuôn mặt vốn đầy vẻ vui mừng của bác lục hơi cứng đờ vẻ mặt vui vẻ dần dần thu lại môi há hốc nhưng vẫn không nói ra lời qua nửa ngày mới ông ông đáp ứng hai câu cái này người trẻ tuổi mà cái này cuộc sống mà dù sao cũng đều là tự mình lựa chọn hu ta đây cũng không có gì văn hóa nói không được ngươi này dù sao chính mình cảm thấy tốt là được nói xong liền cúi đầu gặm một miếng khoai lang nhai đi. Đối với phản ứng của lục bá, Lý Hành cũng có thể hiểu được, lão nhân gia hy vọng mình có tiền đồ, đối với lựa chọn hiện tại nhất định là nội tâm thất vọng. Chỉ có điều bác lục cảm thấy mình cũng không phải cha mẹ, lời nặng hơn cũng không thể nói, chỉ có thể nói đến trình độ này. Đúng lúc này, một bóng người lão đảo từ cửa lớn đi vào. Lớn. Có ăn không? Nhẩm nấu cơm chưa, mau múc cho ta một chút ta cả đêm không ăn. Một người đàn ông hơi béo mặc áo khoác lắc lư từ cửa chính đi vào, miệng ồn ào lầm bầm xin ăn, sau đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khách không mời mà đến trong nhà. Nam tử hơi mập ngây ngẩn cả người, lắc nửa ngày mới mở miệng hỏi. Nhẩm sao lại tới đây? Ngữ khí không quá khách khí, mang theo bài xích cùng ác ý không che giấu. Lý Hành đứng lên, mỉm cười với hắn, chỉ bất quá trên mặt cũng không có thiện ý gì, chỉ là vì thể diện không có trở ngại. Đại Phi ca, tối hôm qua lại ra ngoài chơi à? Lý Hành nửa cười nửa không nhẹ giọng hỏi. Lục Thành Phi, con trai của bác Lục, lớn hơn mình 2 tuổi, từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn, hoặc là nói cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn. Lý Hành và tên này một mực không đối phó, nhưng Lục Bá lại là người thân nhất của mình ngoại trừ cha mẹ. Cậu tới làm gì? Lại nghĩ rồi, công ty cậu nghĩ nhiều thật. Lục Thành Phi vừa nói vừa đi tới cầm lấy một cái chén sứ đi tới bên cạnh bếp, vừa mở nồi ra hắn liền đen mặt mắng chửi nói. Mẹ nó! Lại là đồ chơi này! Khoai môn này ta sắp ăn ra mùi phân rồi, lớn! Không phải bảo ngươi xưng chút đồ kho sao? Ta muốn ăn vỏ tai! Nghe được giọng điệu không hề tôn trọng của hắn, Lý Hành nheo mắt lại, trong lòng không chút danh tiếng. Bác Lục thấy đứa con trai này cũng không tốt tính, muốn ăn thì ăn không ăn thì cút lục thành phi ném cái xẻng mắng quá mẹ nó tiểu tử này vừa trở về ngươi liền cho ta mất mặt nhìn để cho ta cút cũng trúng cầm chút tiền cho ta bác lục trực tiếp gạt mặt sang một bên nhìn cũng lười nhìn ông lý hành từ trên xuống dưới đánh giá lục thành phi lần nữa hỏi đại phi ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài đùa dẫn bài đánh bạc rồi lần này ngay cả ca cũng không thêm Lục Thành Phi ngẩn ra, nhưng bạn ở phía sau hơi vặn vẹo lớn tiếng nói. Liên quan quái gì đến ngươi? Lý Hành cũng không phát hỏa chỉ là trầm giọng nói. Ngươi sống chết ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu là liên lụy đến lục bá ta liền không có cách nào chỉ nhìn. Mẹ nó. Con trai của ta, con trai của ngươi. Chuyện nhà ta ngươi bức lại cái gì? Lục Thành Phi vỗ bàn ồn ào. Lý Hành còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng lại bị lục bá cắt ngang. Quên đi tiểu hành, nghẹn cùng hắn bước tới, nói không thông a, à, hết thuốc chữa, ta liền theo hắn đi thôi. Hết chương này. Chương 10 Nguyên nhân chính là là phạm nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.